Rồi, bây giờ suy nghĩ cách làm nào nhé. Đây là chúng ta đang xét chuyên đề số 5. Chuyên đề số 5 là đạo hàm và vi phân của hàm một biến. Cái lý thuyết là chúng ta vừa mới học xong cho nên giáo không nhắc lại nữa. Về bài tập, chúng ta xét luôn bài tập đầu tiên. Xét hàm F xác định bởi công thức ghi trên bảng. Yêu cầu đặt ra là xét tính khả vi của hàm trên tập xác định. Thế thì không nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta phải làm gì ạ? Tập xác định đúng không? Ôi, tập xác định nó là gì cả? Như vậy, đầu tiên là tập xác định D bằng R là chuẩn. Nó hỏi như tập xác định thì đầu tiên mình chỉ ra tập xác định là cái gì? Rồi, sau, tiếp tục. Thế thì hàm này nó cho chúng ta bởi hai công thức là dấu x bình phương khi x lớn hơn 1 và ở dưới là 1 phần 3 của x bình mũ 3 cộng 2 phần 3 nếu x nhỏ bằng 1. Vì lý do trên mà chúng ta sẽ chia cái tập xác định R nó thành hai miền. Một là dưới 1 và 2 nhỏ bằng 1. Với mọi x chỉ thuộc vào 1 đến dương vô cực. Lúc này fx của chúng ta là bằng x xì bình phương, đúng không? Thế x xì bình phương thì mình lấy đạo hàm dễ quá. Lúc này là f phẩy của x là bằng bao nhiêu ạ? 2x. Điều này chứng tỏ cái gì có biết không? Chứng tỏ này là hàm nó khả vi trên cái 1 đến dương vô cực. Đề bài hỏi xét tính khả vi mà. Có vi phân là sẽ có đạo hàm, có đạo hàm sẽ có vi phân. Đấy, từ đây ta suy ra là hàm F khả vi trên 1 đến dương vô cực. Sao? Tiếp tục. Hết chưa? Hết chưa? Đây là ý thứ nhất. Ý thứ nhất, mọi x thuộc vào 1 đến dương vô cực thì fx bằng x bình, do đó f phẩy x sẽ bằng 2x. Từ đây kết luận là hàm f khả vi trên 1 đến dương vô cực. Được chưa? Tiếp tục. Sao là gì biết này? Với mọi x thuộc vào âm vô cực đến phủ nhận đến 1 thì ta đều có fx bằng cái gì ạ? 1 phần 3 x mũ 3 cộng 2 phần 3. Cho nên là f phẩy của x chúng ta sẽ tính ra là cái này nó hoàn toàn xác định cho nên chúng ta tính được bằng bao nhiêu? Đi. Đúng rồi. Điều này chứng tỏ là gì? Hàm f khả vi trên âm vô cực đến 1. Xong chưa? Ô thế chết. Làm nhiều thế vẫn chưa xong. Thế còn cái gì nữa? Ô thế chết rồi. Bây giờ chứng minh là nó khả vi trên 1 đến dương vô cực rồi này. Xong rồi lại chứng minh khả vi trên âm vô cực đến 1 mà vẫn chưa xong. Thế bao giờ mới xong? Tại x bằng 1. Tại x bằng 1. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp? F x trừ f một
chia cho x trừ 1. Viết kiểu này cho dễ hiểu. Đúng rồi đấy. Nào, 1 cộng nào. 1 cộng là thế nào? 1 cộng là cộng 1. Không phải. 1 cộng tức là lần lên 1 và lớn hơn 1. Thế thì nó dùng công thức ở trên dùng công thức dưới. Đấy, có công thức nào đâu. Dần tới 1 cộng. À, hóa ra là dùng công thức ở trên. Thế thì mình sẽ viết ra thành cái này chính là bằng gì đây? Lim. Ô đâu ạ? À? Fx chính là x bình phương. Thế còn f tại 1 thì bằng mấy ạ? F tại 1 thì mình phải thay vào thôi. F tại 1 mình thay vào. Thay con 1 vào đây. Con 1 bằng 1 luôn ạ. Trời ơi, đẹp quá luôn. À đây lại dạng là giới hạn dạng 0 trên 0. Chúng ta khử nó đi. Nó còn lại là x cộng 1 đúng không? Sau khi giải nước thì sao còn x cộng 1. Kết quả là nó bằng 2. Đấy là đáp án bên trái, đáp án bên phải. Tại sao đây gọi là bên phải? Nghĩa dần tới 1 cộng. 1 cộng dần tới 2, còn dần tới 1 lớn 1 thì gọi là bên phải. Tương tự như vậy. Đi tìm em đi tìm lim của fx trừ f1 x dần tới bên chia cho x trừ 1 x dần tới 1 trừ dần tới 1 trừ thì nghiệm ra một điều rằng là môn này không học slide được không? Học slide về chắc không tiếp thu được cái gì cả đúng không? Xem đi xem lại là thế nào, kết quả vẫn là như cũ. Thế fx ở đây của chúng ta là nhưng mà về phải in cái tập đấy có ra, nếu mà dày quá thì có nhìn tách từng chương một, từng chuyên đề một, học xong 14 chuyên đề đấy là đi thi là ít nhất là 7 điểm. Thầy gửi cho bạn tên là gì nhỉ? Nếu mà cái tập đấy mà dày quá thì giáo gửi lại cho cái tập nó 190 trang. Cô lệch nhau 40 trang. Mình không mang được hết thì mỗi một hôm mình mang một chuyên đề đi thôi. Như thầy đây, thầy đi thôi. Chuyên đề 4, chuyên đề 5. Đọc cái nào nó bôi màu màu đấy cho mình đã từng đọc. Cuộc đọc rất là dễ. Một phần ba của x bằng ba cộng hai phần ba trừ đi một f tại một chính là một đúng không? Rồi chia cho dưới mẫu x trừ một x dần tới một trừ đấy. Bây giờ lại là giới hạn dạng không trên không. Các bạn khử cho mày, mày khử đi. Khử đi. Khử đi. Này thì chúng ta sẽ viết ra thành là lim một phần ba chung đặt ra ngoài. Còn lại là x mũ 3 trừ đi 1 chia cho x trừ 1 x dần tới 1 trừ đấy. Hay vào đây. Quá làm gì nhanh vậy? Có tính siêu thế. Làm nào tính bằng 1? Thầy còn chưa hết bàng hoàng. Làm nào tính ra bằng 1? Cái tăng luôn cái tăng. Phần 3 hàng lần thích đáng nhớ x trừ 1 bình phương yếu của tổng. Thiếu là thế nào? Thiếu là không đủ. Đủ thì là hai lần tích, còn thiếu chỉ một lần thôi. Đúng không? Tưởng cái gì? Tưởng cái gì? Cuối cùng là đơn giản. Thế là mình thay vào đây cuối cùng là mấy nhỉ? Bằng 1. Chết tôi rồi. Trên người ta còn đằng dưới ra một nẻo. Cái trên này chứng tỏ rằng là đạo hàm trên lớp viết nào
một biết cậu ở trong hay là cậu ở ngoài. Đều tồn tại cả, nhưng mà nó lại không bằng nhau, nó là khác nhau. Đây, hai cái, một cái thì bằng 2, một cái thì bằng 1. Từ 1 mà 2 suy ra hàm F không khả vi tại x thì bằng 1. Chốt lại là gì? Không chốt là gì? Là vì chúng ta xem lại lời giải của đề bài như trên. Bước 1 chúng ta chỉ là tập xác định R với mọi x thì thuộc vào 1 đến dương vô cực thì fx bằng x bình phương. Do đó đạo hàm f(x) bằng 2x chứng tỏ hàm này khả vi, tức là có đạo hàm trên 1 đến dương vô cực. Tương tự như vậy trong trường hợp thứ hai. Còn tại x bằng 1 thì chúng ta tìm đạo hàm trái và đạo hàm phải. Thì tức là lim của fx trừ f1 chia cho x trừ 1, x dần tới 1 cộng thì nó bằng cuối cùng nó bằng 2. Bằng 2 thì chứng tỏ là đạo hàm bên phải tại điểm x bằng 1 là bằng 2. Tương tự như vậy đi tìm giữa đạo hàm trái tại x bằng 1 và kết quả là nó bằng đấy, bằng 1. Như vậy là đạo hàm bên trái thì bằng 1. Đạo hàm trái đạo hàm phải tồn tại nhưng nó lại khác nhau. Thì đó chứng tỏ là nó không có đạo hàm tại x bằng 1. Vậy kết luận cuối cùng là nó chỉ khả vi trên tập hợp R trừ đi tập hợp gồm một phần tử 1 thôi. Đấy, không cái từ khó quá là dễ quá, quá dễ luôn. Mà nó dễ thế này hôm nào làm bài kiểm tra khó hơn tí nữa được này. Hôm nay nó xét thế, nó kết thúc này. 2:40 rồi mà.